Sáng ngày 18 tháng 3, người dân khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, bàng hoàng phát hiện ô tô bán tải 4 chỗ chìm dưới sông Trà Khúc. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, công an xác định đây là chiếc xe bán tải đã mất tích bí ẩn cùng chủ nhân vào 3 tháng trước. Điều đáng buồn là thi thể của chủ nhân, xấu số cũng được tìm thấy bên trong chiếc xe. Sáng 18 tháng 3, khi đi đánh cá, một số người dân xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa phát hiện ô tô bán tải 4 chỗ chìm dưới sông Trà Khúc, hơn 4 mét vùi sâu trong cát, liên báo các quan chức năng. Vị trí tìm thấy ô tô cách cầu tràng Thạch Nhang khoảng 300 m về phía đông. Công an Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu hộ đã tiến hành trục vớt. Hơn 11 giờ, ô tô được kéo lên bãi cát, trong đó có một thi thể được xác định là ông Trần Ngọc Tuấn, 48 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, mất tích cách đây hơn 3 tháng. Trước đó vào trưa mùng 3 tháng 12 năm 2022, ông Tuấn ăn dỗ ở xã Nghĩa Lâm, sau đó, cùng một số người ra quán nhậu thêm. Đến 17 giờ, khuyên nhủ chồng không được. Vợ của ông Tuấn về trước bàn xe khác. Hơn một giờ sau, người vợ được điện báo ông Tuấn đã lái xe trở về nhưng gia đình chờ không thấy. Trích xuất camera, cảnh sát ghi nhận khoảng 19 giờ cùng ngày, ô tô của ông Tuấn chạy qua hướng bờ tràn Thạch Nham thì bị nước lũ cuốn trôi. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tìm kiếm dưới lòng sông nhưng hơn 3 tháng không thấy lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết vụ việc không có dấu hiệu án mạng. Cầu Tràng Thạch Nham là công trình giao thông kết hợp thủy lợi giữa hai huyện Tư Nghĩa và Sơn Hà. Vào mùa mưa, cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân không được đi lại do nước lớn tràn qua cầu. Tuy nhiên, một số người vẫn chủ quan đi qua khi nước dân bị lũ cuốn.